11 tháng 5 ngày là bộ phim đang chiếm được tình cảm khán giả. Tuy chẳng ngập ngụa drama, nhưng tác phẩm này cũng có không ít những chuyện tình giàu cảm xúc. Phía sau màn ảnh, dàn sao nam đình đám của phim lại có đường tình duyên rất trái ngược nhau đấy. Một, Tuấn Tú. Trong màn tái xuất lần này, Tuấn Tú đảm nhiệm vai Thuận, chồng ruột của Trành tiểu thư. Anh là một người đàn ông thành đạt, chiều người yêu hết mực. Dù không phải nam chính nhưng Tuấn Tú và Khả Ngân đã tạo nên nhiều khoảnh khắc vô cùng tình tứ, đẹp đôi. Cũng thành đạt không kém gì Thuận, nhưng ngoài đời, Tuấn Tú đã sớm kết hôn và có gia đình êm ấm. Anh chàng đám cưới năm 2012 với bà xã cùng tuổi. Hiện tại, tổ ấm của cả hai vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là sau khi đón đứa con đầu lòng. Thanh Sơn đăng cùng chuyện tình oan gia ngõ hẹp với Nhi đã để lại cho công chúng nhiều ấn tượng sâu sắc. Phải công nhận, tạo hình của Thanh Sơn trong tác phẩm này đã giúp anh chàng trở nên trẻ hẳn ra. Thực tế, nam diễn viên đã bước qua tuổi 30. Không nhiều người biết, nhỏ công tử nhà ta đã sớm kết hôn khi chỉ mới 25 tuổi. Anh và vợ quen nhau khi cùng học tại trường sân khấu điện ảnh. Họ trải qua 3 năm góc gạo thổi cơm chung và đã có một nhóc tỷ trước khi đường ai nấy đi. Ba, Hà Trung, Trung Ruồi. Long Đần trong 11 tháng 5 ngày là một chàng trai hiền lành, lại còn cực kỳ nhút nhát trong tình yêu. Anh chàng Cruz thuộc anh đến tận 3 năm mới dám ngỏ lời. Sự ngây ngô và cách Long âm thầm bảo vệ người thương đã khiến tôi vô cùng cảm động. Trên phim lận đận là vậy thôi chứ ngoài đời, cuộc sống của Trung Ruồi khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Đầu năm ngoái, anh chàng đã công bố kết hôn với người bạn gái lâu năm học cùng trường múa. Cũng trong năm 2020, gia đình chàng Long đã đón thành viên mới là một cô công chúa nhỏ. Nam diễn viên cho biết, chính vợ và con là niềm động lực to lớn cho anh chàng trên con đường diễn xuất. Tiến Lộc. Tiến Lộc hẳn là nhân vật gây ức chế bậc nhất phim 11 tháng 5 ngày. Nam diễn viên vào vai Dũng, tên Sở Khanh khiến tôi nhiều lần tức xỉu vì sự bội bạc và thói háo sắc. Tiến Lộc từng đi qua một lần đổ vỡ. Ở cuộc hôn nhân này, nam diễn viên có một con gái là bé Kitty. Anh và tiểu công chúa cũng từng tham gia chương trình đình đám Bố ơi mình đi đâu thế. 3 năm trước, Tiến Lộc quyết định kết hôn lần thứ hai. Sau những đổ vỡ trong quá khứ, nam diễn viên luôn cố để vun vén cho gia đình mới được vẹn toàn. Trong một cuộc phỏng vấn, anh chàng còn không ngại thừa nhận mình thuộc kiểu đàn ông sợ nóc nhà. Theo tôi tìm hiểu, gia đình của Dũng Sở Khanh đang vô cùng viên mãn. Con trai nhỏ của nam diễn viên vừa chào đời vào năm 2019.
Có thể thấy, đường tình duyên của dàn sao nam 11 tháng 5 ngày dường như khá trái ngược trên phim, khỉ chỉ mỗi hát boy xóm trọ đăng là đang độc thân vui tính mà thôi. Xin chúc Thanh Sơn sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới và cả những chàng trai còn lại nữa, hy vọng họ sẽ luôn giữ được sự bình yên như thế và ngày càng thành công trong sự nghiệp. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.